Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là bài phan cứng hộ pháp liên xạ bên Chu Đam và Vệ Binh nha. Và đang đi chung với Eco, Neko, Affiliate 1 sao và hai vị tướng tăng cơ chính của mình đang có, đó chính là Lilia và con Kenny này 2 sao và đang cầm một cái trang bị lớn nha mọi người. Còn tướng đam chính á, là con Jin này siêu sao bên, đang cầm tới tận là 3 cái trang bị lớn nha. Phụ đam á, là Samira 2 sao ở level 7 nha mọi người. Gặp luôn con này là một cái form bài Pentakill à, hãy sai ai cũng khá là mạnh đó nha. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là ổn luôn, với chuỗi thắng 8 trận rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Ây da, Vinh ơi, nổ ông ta. Cố lên, ủa Vinh nó bắn kìa này mời nhức cái nách luôn á chưa. Khởi đầu game thật sự rất là tốt luôn á chưa. Máu nhiều nè anh em ơi, tiền nhiều nè và đang chưa thua. Chủ thắng là thôi cho 9 trận luôn rồi. Hiện tại á, là mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra cầu cho mình làm cũng khá là nhiều luôn á. Đó chính là Samira 3 sao đi chung với một cái form bài chắc chắn rồi. Phải là đồng quê đao phủ á, với một cái form đồ sóc đam cực kỳ gớm luôn mọi người. Đó chính là 3 vô cực kiếm nha. Đấy, tại vì đầu game á, cái lỗi của mình đang có hộp và Pandora mọi người ơi, vẽ đồ thôi chứ rất là chuẩn luôn, muốn đồ gì á là có đồ đó. Nên mình cũng đang muốn roll kiếm Samira 3 sao ở level 7 nha, với tỷ lệ roll tướng 3 tiền á tới tận là 35% nha mọi người á, rất là cao luôn rồi đó. Chắc là nốt rau này đi anh em ơi, nốt rau này xong rồi tới rau quái á mình bán Jin đi, mình roll kiếm Samira siêu sao là ổn. Samira siêu sao đao phủ cũng được, mà Samira siêu sao đồng quê á là cũng được nha mọi người. Nhưng mà bắt buộc rồi, tướng 3 tiền carry á, mọi người phải cần cho em nó là đồ chuẩn nè, là siêu sao nè. Nhưng mà đây á, là mình đang làm thử thách và đồ dị nha. Nên mọi người lưu ý giúp mình ha, không phải là meta nha mọi người á. Ô, Samira tiếp nè. Siêu sao luôn không? Trời ơi, Ron siêu sao Samira chưa bao giờ dễ đến như vậy luôn mọi người ơi. Và đó chắc chắn rồi, Samira 3 sao. Uầy, dễ chưa hả anh em? Ở vô trận rồi, chưa kịp Neko à. Không sao, rồi sang Neko sao cũng được. Tại vì cái lõi thứ hai này của mình đang có là một cái lõi roll kiếm tướng 1, 2, 3 tiền 3 sao rất là dễ luôn á. Đó chính là xây dựng quân đội nha mọi người. Nó cho mình một cái Neko cỡ nhỏ nè, và sau 7 vòng combat với người chơi nha, được thêm một cái nữa. Bây giờ cái này quá đủ luôn rồi, quá dễ luôn anh em ơi. Ok, là luôn chém nó nè. Samira 3 sao, ở ra 4.1. Không phải là quá sớm nhưng mà không phải là quá trễ nha. Ơ, 2 cái vô cực à. À đúng rồi, sorry mọi người, như mình nhầm. Tại vì cái vô cực trước đó của nó đang mang á, đó chính tới từ cái hệ phan cứng. Ây da, ok, tháo đồ ra nha. Lắp lại nào. Ây da, cái này cây nhờ. Cái này là phải tháo cái hệ phan cứng ra mọi người ơi, thì mới lắp được cái cây vô cực cuối này. Ây, phải giữ lại á. Chứ để cái hộp quà Pandora kia nó random ra được cái trang bị mới là mệt mỏi luôn á nha. Giữ lại nha mọi người. Cái hệ phan cứng này nè là cái trang bị chuẩn của Samira á, là cái vô cực luôn. Không lắp được đồ nữa, cay thật. Không sao mọi người, tí nữa mình cũng sẽ bán cái hệ phan cứng này đi à, xong mà mình kẹp thêm đồng quê với lại là đa phủ á. Chứ con Samira này sao mà đi chung được với cái hệ phan cứng. Ok, và đó là chuỗi thắng 11 nha. Trời ơi, tầm này có tướng 3 tiền 3 sao thôi chứ em ơi, Snowball ác. Loại thứ ba nào, tiếp tục là một cái lưỡi vàng hả. Mình roll thử cái nhẹ coi. Hy sinh, nhà máy tái chế, khởi đồ hỗ trợ, mầm bệnh, thăng hoa à. Lấy mầm bệnh nha. Đây là một cái lõi combat cực kỳ ngon. Một cái lõi combat cực kỳ ngon anh em ơi. Tại vì lõi 1 nè, và cả lõi 2 nha, thì hiện tại mình đang không có bất kỳ một cái lõi combat nào cả. Nên tướng 3 tiền, 3 Sakari á, và cuối game nó sẽ hơi bị thiếu đam á. Nên chắc chắn rồi, trong một cái trận đấu mọi người sẽ có ít nhất bắt buộc nha, ít nhất là từ 1 tới 2 cái lõi combat khác nhau, để mà nó phụ thêm đám mọi người. Nếu như mình em than quá, lấy 3 lõi rồi là cộng thêm tiền nè, cộng thêm Neko nè, cộng thêm slot tướng các kiểu á, hoặc là random đồ như là hộp quà Pandora này như mình nè, thì nó sẽ hơi bị thiếu đam luôn á nha. Anh em nên có ít nhất là một cái lõi combat. Mà tầm này tướng 3 tiền 3 sao mà cầm 3 cái vô cực kiếm như thế này, đó chính là Samira, thì làm sao mà đỡ được anh em ơi. Nó bắn là thôi chứ, nhức cái nách luôn á chứ. Bắn bùm. Mà chưa có đa phủ đúng không? Chưa có đa phủ ở đây em ơi. Thế nữa phải kiếm thêm con vest nè, tờ quýt với lại là con ca thớt đó, để kích 4 đa phủ nữa. Kệ em sao, mấy con đó là kiếm dễ rồi.
tướng 1 tiền thì kiếm nó mới khó chứ. Mấy thằng tướng 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền kiếm dễ lắm mọi người ơi, thoải mái luôn. Và nếu như anh em có bất kỳ một yêu cầu hoặc là thử thách nào muốn mình làm thêm á, thì anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Và mình nhắc lại nha, đây á là thử thách đồ gì của mọi người đặt ra cho mình thì mình chỉ làm theo yêu cầu thôi, chứ đây không phải là meta. Đây không phải là meta nha. Nhiều anh em hiểu nhầm mình đang làm meta rồi mình dụ dỗ anh em vào con đường nghiện ngập nữa thì hỏng mọi người đây. Đây là thử thách đồ dị thôi nha. Mình đang roll kiếm mấy con đa phủ với lại đồng quê anh em ơi. Bây giờ mình cần tướng 4 tiền hơn, như là con Torres thêm tăng. Tí nữa Kennen đó mình cũng bán à. Kennen mình bán đi, mình bỏ Torres vào, kích cái hệ hộ pháp đi chung với đồng quê. Torres là tướng tăng cơ chính luôn á. Mình cũng phải bỏ bớt cái vô cực của cái hệ phan cứng này ra nữa. Trời ơi, Slime này nó bắn rồi anh em ơi. Nó bắn anh em ơi. Đao phủ này á, nó không chỉ tăng thêm sát thương chí mạng mà nó còn tăng thêm tỷ lệ khi mà chí mạng nữa nha mọi người. Và sẽ có nhiều năm nói á, là lắp ba một cực kiếm như thế này thì nó sẽ bị phí cái tỷ lệ chí mạng đi. Mà mọi người đừng lo nha, tại vì tất cả tỷ lệ chí mạng còn dư á, nó sẽ được chuyển hóa thành sát thương chí mạng nha. Có nghĩa là mọi người, tỷ lệ chí mạng càng nhiều thì sát thương khi mà chí mạng á, nó sẽ càng nhiều ha. Mà trận này khá là ảo. Đi chợ rau 2.3.4. Tất cả ra đi chợ đều có một cái thì vàng mọi người. Thế thật sự là nhân phẩm luôn á. Mà hơi tiếc một cái là cái trận này là mình lại không fit máu đi chợ trước. Mình đang muốn chơi là mình giữ máu á, rồi mình chủ thắng rồi mình run kiếm tướng 3 sao anh em ơi, chứ không phải là kiểu mà fit máu đi chợ trước nha. Tại bữa giờ anh em kêu mình ít làm đồ dị á, đây quốc luôn cho anh em xem cho nó mãn đồ nhãn chứ. Rồi tôi còn cái dàn tăng 2 sao cái đã luôn á. Dàn tăng toàn 1 sao, nhìn thật sự là hơi lỏ. Đây rồi, có Torres rồi. Let's go. Đổ đồ liền cho em nói nha. Vết 2 nè, lên luôn. Có cây thớt anh em ơi. Akali nữa, ngọt. Và đây là 4 đao phủ. Cái đao phủ này thì mình sẽ ưu tiên mình kích thể hơn. Nhầm. Nhằm trang bị anh em ơi. Trời ơi, Samurai nó bắn kìa. Trời ơi. Đúng rồi, thiếu cái vô cực. Quên anh em ơi. Quên cái vô cực chứ. Ok, vẫn lắp vào kịp nha. Nếu như mà Samurai này á, là Samurai siêu sao đa phủ á, thì có thể là mình sẽ kích được một cái phơm bài, đó chính là 6 đa phủ đúng không? Còn nếu như mà chọn này là Samurai siêu sao đồng quê á, thì kích 6 đa phủ lại không được. Hơi khó thôi. Nó sẽ cần nhiều điều kiện hơn mọi người. Tầm này thì mình kích 5 đồng quê đi chung với 4 đao phủ thôi là quá đủ rồi. Vừa có tăng từ con ngựa, từ cái đam, vừa có đam từ đao phủ luôn. Đã thế là ok. Rồi, dàn tâm mình như là đủ cứng rồi. Có tâm ken luôn nè. Hồi nãy giờ mình cũng quên để bắt tâm ken nhờ. Nãy giờ run qua nó chắc cũng mấy lần rồi đó. Bây giờ mới nhớ là cái hệ đồng quê này cần có con tâm ken mọi người ơi. Sorry em nhiều nha. Bữa giờ toàn nghèo không, toàn hết tiêu với là tái bích không à. Quên mất là mấy cái tộc hệ khác đó là cần tướng gì luôn á. Đấy. Nice. Có 5 đồng qua, có 4 đao phủ và Samurai 3 sao siêu sao. Đi chung với 3 vô cực kiếm rồi. Anh em có bất kỳ một cái góp ý hoặc là ý tưởng nào muốn mình thực hiện thêm, anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Amumu 2 sao nè. Chỉ còn thêm cái quả Torres, Kathos và Akali 2 đó là đủ rồi. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì hệ đồng quê này, con ngựa nó sẽ càng ngày nó càng trâu hơn, càng ngày nó càng nhiều đam hơn. Dựa theo á, tổng số đồng quê của mọi người đang có và tổng số sao của đồng quê nha. Ví dụ như mọi người full 3 sao đồng quê đi, thì con ngựa nó phải gọi là siêu to, siêu trâu khổng lồ luôn. Và con ngựa nó sẽ được thăng cấp dựa theo mốc đồng quê của mọi người đang có nha. Giả bộ như mọi người kích được mốc 3 đồng quê đi, thì con Hecarim này sẽ là Hecarim 1 sao. Mốc 5 đồng quê thì Hecarim sẽ là 2 sao. Mốc 7 đồng quê thì Hecarim sẽ là 4 sao nha mọi người. Mình không hiểu tại sao mà Riot không có thêm một chút cao hơn tí nữa. Đó chính là mốc 9 đồng quê đây. Thì mình bú cho mọi người xem luôn á, con ngựa 4 sao này. Chỉ cần kích được cái mốc 9 đồng quê đó, gần như là endgame. Trừ khi gặp phải những con nào mà có 5 tiền 3 sao thôi, thì ngựa đó thì cũng là một con ngựa thôi, không hơn không kém. Nếu như mọi người có mấy cái quả lõi mà
máy nhân bản nè, hoặc là ảnh chiếu 3D nè, hoặc là mọi người có thêm cái quả mà trang bị thần thoại con đó mọi người ơi. Máy nhân bản mình nhớ không nhầm tên nó là như vậy nha. Đấy, thì mọi người sẽ nhân ra được thêm mấy cái vị tướng đồng quê khác á. Và chỉ cần trên sàn đấu của mọi người nha, khi mà bắt đầu trận á, tướng đồng quê nó có càng nhiều, dù cho đó là lõi nè, dù cho đó là từ trang bị nè, thì nó vẫn cộng thêm chỉ số của con ngựa nha. Ngựa trâu lắm anh em ơi. Tại vì mình thấy có mấy ông á, ông đăng lên mạng, ông khoe ngựa mười mấy ngàn máu. Đấy, phải nói, con ngựa hơn 10.000 máu mọi người ơi, có khi là 11, 12.000 máu luôn á. Tại vì ông có ảnh chiếu 3D rồi, máy nhân bản cái kiểu á, là full cái hệ đồng quê 3 sao, nhìn có mồm luôn. Con ngựa mà nó còn trâu hơn tướng 5 tiền 3 sao là mọi người hiểu luôn rồi đó. Tướng 5 tiền 3 sao mình nhớ không nhầm là có 4 hay 5.000 máu à. Thấy nó trâu kinh khủng lắm rồi. Con ngựa mười mấy ngàn máu, đánh là chắc tới sáng mai. Cái đó là chưa kể, nó còn thêm đam, thêm giáp rồi hồi phục nữa. Gần như là bất tử mọi người. Đó là trừ khi gặp tướng 5 tiền 3 sao thôi nha. Chứ tướng 4 tiền 3 sao mà gặp cái con ngựa đó là chắc chắn là cũng thua rồi. Không thể nào mà ăn được. Mà đây là Samurai. Samurai, ui dồi. Đã bắn một cái lần kỹ năng thôi mà ăn được tới tận 4-5 mạng. Thì tên bạn thở sao nổi. Tên bạn là cái tầm 7-8 slot tướng à. Mà đã bắn một phát. Đã bắn kỹ năng một phát thôi là ăn 4-5 mạng rồi. Thở oxy luôn á chứ. Ôi, và đó là chuỗi thắng 17 trận luôn rồi nè. Đây là cái kết quả khi mọi người có được Samurai tướng 3 tiền 3 sao ở ra 4.1. Đó là một cái cấp độ thật sự là hơi nhanh. Nó không phải là quá sớm, tại vì mình biết đó là sẽ có nhiều người đã từng lên được tướng 3 tiền 3 sao ở ra 3 chấm mấy rồi. Nhưng mà tầm ra 4.1 mà cái tướng 3 tiền 3 sao á, nó cũng là hơi sớm rồi nha. Không phải là lập kỷ lục nhưng mà quá sớm rồi. Ok, chuẩn bị gặp công top 2 nè. Nghe nói là công này cũng mạnh đúng không? Bắn Lumina, Lumina. Bắn thường, chỗ Lumina đúng lâu luôn á. À, bắn thường nó cũng đủ đầu rồi đó. Garen cầm giáp gai mà còn không chịu nổi. Thì ai chịu nổi đây mọi người? Ok, và gặp luôn công này cũng là cái form đồng quê mọi người ơi. Với cả tai 3 nè, Tamkin 3, Koki 3 và đi chung với Ugot các kiểu. À, hôm này là Mr. Toon 3 sao, gọi là 3 cái quyền năng khổng lồ ấy. Tôi hiểu mà. Trời ơi, nhưng mà Samurai nó bắn kìa mọi người ơi. Mình đang có cái quả Turret 2 sao rồi nha. Cầm tới tận 3 cái trang bị tăng thì thật sự là trâu kinh khủng luôn á. Samurai xương xương là 10k đam nó chứ như đâu. Ê, có khi nào trận này mình được top 1-100 máu và không thua bất kỳ một cái trận nào không ta? Ê, hơn nhờ. Hồi nãy mình gặp cái ông kia là ông có phơm bài đang có Mr. Fortune mới có 2 sao à. Bây giờ ông là được Mr. Fortune 3 sao rồi á mọi người. Kathed 2 nè, Ugot nè, Vest nè, Amumu nè. Mình đang có một cái Neko nha. Ugot, Amumu nữa anh em ơi. Ủa, tướng 3 tiền nhiều quá, bắt không hết. Ui, lên 3 sao mà không cần Neko. Ây da, lên kịp không vậy? Không kịp. Trời ơi, gặp lại con này nữa hả? Mít Fortune 3 rồi mọi người. Thắng nổ không ta? Bị stun rồi mọi người ơi. Samurai bắn cái thất gồng, bum. Bắn. Cố lên. Ui, Red đúng châu anh em ơi, thắng được. Hên quá, vẫn thắng được nha. Chưa kịp lên Amumu 3 sao thì đang vào trận rồi, khá là cay. Mình tính là con Amumu 3 sao này là mình sẽ xài cái Neko này cho nó đỡ phí. Nên bán hết mấy con vét các kiểu rồi. Chứ nếu như mà mình biết là lên Amumu 3 sao mà không có cần Neko như này á, là để lại cái con vét Ron kiếm 3 sao tiếp rồi mọi người. Ai ngờ đâu mà cái lần roll cuối cùng nó ra cho mình tới tận là hai con Amumu. Mà đó là 3 sao luôn mà. Dễ chưa? Ok. Rồi bán luôn nha. Tầm này mình roll vết gì nữa. Tầm này là gần như là endgame rồi. Bây giờ roll này roll kiếm nốt Akali. Ui! Akali 2 luôn mà, dễ vậy đói. Ron có vài cái này và 8 với tỷ lệ là 18% thôi mà lên được luôn mà. Ác quỷ nha. Quá dễ luôn á chứ. Ron chơi đâu mọi người ơi, chứ cái đội hình của mình nó mắc binh lắm rồi. Không có còn gì để mà Ron nữa rồi.
Quá ổn áp. Thêm một cái trang bị lớn hả? Chắc là lấy cái bàn tay đi. Ồ, những giật giật một tí ta. What the fuck? Tầm này Amumu 3 sao, tờ Red full tăng. Đi chung với Samurai 3 mô cực, nó bắn à, nó bắn kìa. Trời ơi, cái thết gồng. Cái thết 2 sao mà không có cầm đồ nhìn á. Nhìn nó yếu đuối thật sự luôn á mọi người. Nhìn nó gần như là không có đam luôn á chứ. Người ta là ca thất đi chung với Pentakill full đồ gồng á mới mạnh được. Đó là ca thất bỏ vào kích thể thôi chứ sao mạnh được mọi người. Ca thất kích thể thôi. Ok, ra sau lại gặp công top 3 nè. Ông này ông kiếm mid fortune 3 sao 3 quyền năng khổng lồ mà chưa có cái quyền năng cuối cùng. Cứ bắt đầu là level 9 rồi á. Ông đồng quê này vẫn đang cố chấp roll level 7 để kiếm full đồng quê 3 sao. Nhưng mà xui quá, tôi trước đó là lên được Samurai 3 rồi. Nên có vẻ như cái ông này không có thiết thà với con Samurai cho lắm anh em. Tội vãi. Bắn. Bắn, trời ơi, Lumina đúng chậm. Mà bắn cái nào là chất lượng cái đó nha. Chú 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 chú. Trời ơi, đã. Nó đã. Pum. Pum. Đi ông này, còn ông kia nữa anh em ơi là xong. Ố, có khi nào? Có khi nào? Có khi nào đi luôn, đi luôn hai ông mà về. Ok GG tất cả mọi người nha, đó là top 1 rồi, bye bye, chào tất cả mọi người nha. Thì mùa đông cũng đã tới rồi mọi người ơi, mình sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người những cái màu áo khoác của bên mình vừa mới về để phục vụ cho anh em ở trong cái mùa đông lạnh giá này nha. Tên website ở bên cửa hàng của mình đó là biosigistore.com nha. Đây, mỗi áo khoác phải gọi là quái trời luôn mọi người. Hoodie nè, sweater nè, rồi áo khoác da lộn các kiểu đều có nha. Mọi người thích cái mẫu nào thì cứ lướt xuống và lựa thôi. Giả bộ nếu như mọi người thấy thích cái mẫu này quá đi, anh em cứ bấm vào ha. Đây, nó sẽ cho mọi người chọn size nè, các kiểu anh em mặc size gì, anh em cứ chọn size đó và bấm thêm vào giỏ hàng nha. Sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi, mọi người bấm thanh toán nè. Và nó sẽ đưa cho mọi người một cái giao diện là điền thông tin. Mọi người cứ điền họ và tên, là số điện thoại với lại địa chỉ giao hàng là ok rồi nha. Và cái phần ghi chú này anh em cứ ghi thêm về cái thời gian nè, hay là cách thức mọi người có thể nhận hàng được nha. Và mình đang có chương trình đó chính là mua một tặng một nha mọi người. Anh em chỉ cần mua bất kỳ một cái đơn hàng nào sẽ được tặng thêm móc khóa đấu trường chân lý nha. Anh em kéo lên trên và có cái dòng chữ là BNU Store xin tặng bạn một phần quà miễn phí. Hãy chọn ở đây nè, anh em bấm vào chỗ này này nha. Đấy, nó sẽ hiện ra cho mọi người những cái phần quà. Có móc khóa Tini nè, Ure, Kata và hàng chục mẫu móc khóa khác nhau nha mọi người. Anh em thích cái mẫu nào thì cứ bấm vào thêm nè. Và sau khi đã thêm thành công rồi thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Anh em một là chuyển khoản ngân hàng, hai là thanh toán khi nhận hàng. Và sau khi mọi người đã đọc đủ tất cả những cái lưu ý ở dưới đây rồi anh em bấm tích vào ô nếu bạn đồng ý với điều kiện ở phía dưới và đặt hàng là xong rồi nha. Và ở phần chat ở dưới đây nè thì nó sẽ liên kết tới fanpage BNU Store của mình. Nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về cân nặng, về những cái mẫu áo hoặc là về chất liệu các kiểu anh em hãy cứ bấm chat ở dưới đây nha. Bên cửa hàng của mình sẽ có nhân viên trực 24/7 để mà có thể phục vụ cho tất cả mọi người ha.